Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 2 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Unit 10. At the zoo. Là ở sở thú. And number 1. Look and match. Là hãy nhìn và nối. And number 1. À, chúng ta thấy đây là một cái sở thú. À, chúng ta có từ zoo. Zoo. À, chúng ta sẽ nối với một. One. Là sở thú. And number 2, đây là hình một con bò, và chúng ta sẽ có từ zebra, và chúng ta sẽ nối với một số, có 2. And number 3, đây là một con ngựa vàng, và chúng ta có từ zebra. And number 2, listen and number, là hãy lắng nghe và đánh số. And number 1, do you like the zoo? No, I don't. Chúng ta sẽ đi vào bức tranh C, là số 1. And number 2, do you like the zebra? Yes, I do. Chúng ta sẽ đi vào bức tranh B, là số 2. And number 3, do you like the zebra? Yes, I do. Sẽ đi vào bức tranh A, là số 3. And number 3, look and write, là hãy nhìn và viết. And number 4, look and write, là hãy nhìn và viết. Then say, và sau đó là nói. And number 1, và chúng ta thấy đây là sở thú, chúng ta có từ zoo là sở thú. And number 2, đây là một con ngựa vàng, và chúng ta có từ zebra là con ngựa vàng. And number 3, đây là một con bò, và chúng ta có từ zebra là một con bò. And number 5, read and circle, là hãy đọc và khoanh tròn. And number 1, do you like the zebra? Là bạn có thích con ngựa vàng không? Và chúng ta thấy đây là một cái mặt cười. Và chúng ta sẽ chọn một A. Yes, I do. Là mình thích. And number 2, do you like the zebra? Do you like the zebra? Là bạn có thích con bò không? Đây là một cái mặt cười. Chúng ta sẽ chọn một A. Yes, I do. Là mình thích. And number 3, do you like the zoo? Là bạn có thích sở thú không? Chúng ta thấy đây là một cái mặt nó buồn. Chúng ta sẽ chọn một B. No, I don't. Là mình không thích. And number 6, game, là trò chơi. Do the puzzle, chúng ta sẽ giải đố, và cụ thể ở đây sẽ là giải ô chữ. Và then point and say, và sau đó là chỉ và nói. And number 1, đây là sở thú, và chúng ta có từ zoo. And number 2, đây là con khỉ, chúng ta có từ monkey. And number 3, đây là con bò, và chúng ta có từ zebra. And number 4, đây là một con hổ, và chúng ta có từ tiger. Và từ cuối cùng, từ hàng dọc sẽ là từ zebra, tức là con ngựa vàng. And number 7, project, make an animal mask, và chúng ta sẽ làm một cái mặt nạ hình con vật. See page 63, và chúng ta sẽ xem cách làm ở trang 63. Talk with your friends about it, và sau đó là chúng ta sẽ nói với
và bạn bè của chúng ta về cái mặt nạ đó. Và chúng ta sẽ xem ở trang 63 để biết cách làm.